Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phổ biến kiến thức y tế hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, mang thai là một điều kỳ diệu đối với mẹ bầu. Tuy nhiên, trong quá trình vượt cạn của mẹ bầu có rất nhiều vấn đề xảy ra. Một trong những vấn đề khiến chị em lo lắng đó chính là tình trạng tăng huyết áp thai kỳ. Tăng huyết áp thai kỳ có thể dẫn đến những nguy cơ gì cho mẹ và bé? Và các mẹ bầu nên phòng tránh nguy cơ này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Thành Lê, trưởng khoa nội tim mạch, trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Và trước khi bước vào phần trao đổi thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn video ngắn nói về sự nguy hiểm của tăng huyết áp thai kỳ. Tăng huyết áp thai kỳ là hiện tượng tăng huyết áp xuất hiện sau tuần thứ 20 của thai kỳ và trở về mức bình thường 6 tuần sau sinh. Thông thường, huyết áp đối với một người khi mang bầu cao ở mức độ nhẹ vào khoảng 140-159/90-109mg thủy ngân. Mức độ nặng khi lớn hơn hoặc bằng 160/100mg. Tình trạng này là mối quan tâm lớn đối với phụ nữ mang thai, vì huyết áp cao trong thời kỳ mang thai dẫn đến nhiều nguy cơ đối với cả thai phụ và em bé. Cụ thể là khi mang thai, người mẹ bị huyết áp cao sẽ làm giảm lưu lượng máu đến nhau thai. Điều này làm giảm cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho thai, có thể làm bé chậm tăng trưởng và nhẹ cân khi chào đời. Tăng huyết áp thai kỳ có thể khiến cho nhau bong non tách khỏi tử cung, làm cho bé ngạt thở do thiếu oxy và gây chảy máu cho mẹ, dẫn đến tình trạng sinh non. Một nguy cơ nữa có thể xảy ra nếu mẹ bị tăng huyết áp thai kỳ, đó là tăng nguy cơ bệnh tim mạch cho mẹ sau sinh, mặc dù huyết áp trở lại bình thường. Tuy nhiên, nếu được kiểm soát huyết áp tốt, thì tình trạng huyết áp cao khi mang thai không phải lúc nào cũng nguy hiểm. Các bác sĩ khuyến cáo, các thai phụ nên kiểm tra thường xuyên tình trạng sức khỏe thai kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa những biến chứng có thể xảy ra cho cả mẹ lẫn bé. Vâng, tiếp tục chương trình, chúng ta cùng gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Thành Lê ạ. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho khán giả được biết đâu là nguyên nhân khiến cho mẹ bầu bị tăng huyết áp thai kỳ ạ? Nguyên nhân của tăng huyết áp thai kỳ thì có nhiều nguyên nhân. Trong đó thì thứ nhất là tình trạng là chế độ ăn sinh hoạt của chị em phụ nữ trước khi mang thai không được lành mạnh. Ví dụ như chúng ta ăn nhiều chất béo, ăn mặn hoặc là những trường hợp mà béo phì, thừa cân hoặc là những trường hợp mà mang thai khi mà tuổi đã cao so với cái tuổi mang thai, mắc những cái bệnh mãn tính, ví dụ như bệnh về tiểu đường, bệnh về bajedo, những cái đấy nó cũng sẽ làm tăng cái tình trạng là tăng áp thai kỳ. Vâng, vậy thì có những dấu hiệu hay là triệu chứng nào để thai phụ có thể nhận biết là mình bị tăng huyết áp thai kỳ thưa bác sĩ? Thứ nhất là khi mà huyết áp tăng thì chúng ta có thể thấy tình trạng là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, hoặc là nếu mà trường hợp tăng huyết áp cao và nó kéo dài mà chúng ta chưa biết thì chúng ta có thể nó có thể biến chứng ở mắt, thì chúng ta có thể nhìn mờ, nhìn đôi, cảm giác rối bay, hoặc là biến chứng tiền sản giật hoặc chưa biến chứng tiền sản giật thì chúng ta có thể thấy là có tình trạng là sưng phù ở tay và chân. Đấy là những triệu chứng mà báo hiệu là một cái tăng huyết áp ở những người mang bầu. Có rất là nhiều thai phụ thì lo lắng rằng tình trạng tăng huyết áp mà khi mang thai có thể để lại những biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về những biến chứng mà tăng huyết áp có thể gây ra? Với cái tăng huyết áp thai kỳ thì trên thế giới người ta đã tổng hợp là nó sẽ gặp ở khoảng 5-7% ở phụ nữ mang thai. Thế và nó là một trong những nguyên nhân tim mạch, nó là một trong những nguyên nhân của tim mạch gây ra biến chứng hàng đầu cho mẹ và con, ví dụ như tử vong mẹ, tử vong thai và tử vong trẻ sơ sinh. Ngoài ra thì nếu như mà tăng huyết áp thai kỳ mà không được điều trị tốt, không điều trị tốt nó có thể gây ra những cái biến chứng khác, ví dụ như biến chứng về rau bong non gặp khoảng 25% ở bệnh nhân tăng huyết áp thai kỳ, biến chứng về thai chậm phát triển có thể gặp đến 27% ở những bệnh nhân bị tăng huyết áp thai kỳ, hoặc là thai chết lưu thì cũng gặp khoảng hơn 10% ở những bệnh nhân bị tăng huyết áp về thai kỳ. Ngoài ra thì còn biến chứng với mẹ, ví dụ như đột quỵ não, nó bao gồm là suất huyết não và đột quỵ não dạng tắc mạch, đột quỵ não dạng suất huyết, biến chứng về suy tim đối với mẹ, biến chứng về bệnh võng mạc, biến chứng về bệnh thận, và cái mà hay gặp và nặng nhất đó là tình trạng tiền sản giật và sản giật. Một thai phụ phát hiện ra mình bị tăng huyết áp thai kỳ thì cần phải xử trí cũng như là điều trị như thế nào để tránh những biến chứng cho cả mẹ và bé ạ? Với cái mức huyết áp trên 140 miễn thủy ngân
huyết áp tâm thu và hoặc trên lớn hơn hoặc bằng 90 miễn thủy ngân với huyết áp tâm tâm trương, thì việc đầu tiên là các chị em phụ nữ là nên gặp bác sĩ chuyên khoa về sản hoặc là chuyên khoa về tim mạch để được tư vấn. Bởi vì không như những trường hợp tăng huyết áp khác, thì với những đối tượng mà tăng huyết áp thai kỳ thì chỉ cần huyết áp lớn hơn hoặc bằng 140/90 là đã có chỉ định phải điều trị thuốc rồi. Với cái huyết áp trên 170/90 huyết thủy ngân đã gọi là huyết áp cấp cứu, và lúc đấy bắt buộc phải nhập viện để điều trị hạ huyết áp cấp cứu. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thành Lê, trưởng khoa nội tim mạch, trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đến với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Để tránh được những sự cố đáng tiếc xảy ra đối với các thai phụ, đặc biệt là tình trạng tăng huyết áp thai kỳ, trước khi có kế hoạch mang thai, phụ nữ nên lưu ý những vấn đề sau. Tránh mang thai, sinh nở khi tuổi đã cao. Phụ nữ thừa cân, béo phì cần có chế độ giảm cân trước khi mang thai. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều hoa quả, rau xanh để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ. Nếu đã mắc bệnh đái tháo đường, thai phụ cần kiểm soát tốt đường huyết trước, trong, suốt quá trình mang thai. Tập thể dục thể thao điều độ trước và trong thai kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng những thông tin mà bác sĩ Nguyễn Thành Lê vừa cung cấp trong chương trình sẽ giúp các thai phụ phòng ngừa được tình trạng tăng huyết áp thai kỳ bằng cách điều chỉnh lối sống ăn uống một cách hợp lý để quá trình vượt cạn được thành công, đảm bảo mẹ tròn con vuông. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.